Vâng, kính chào quý vị, xin chào các bạn, chào cả nhà trong làng audio. Hôm nay quý Nguyễn Sài Gòn Audio những ngày đầu năm mới Tân Sửu, quý Nguyễn có những mặt hàng về cũng tương đối là mới và cũng khá khá là nhiều nha. Hôm nay quý Nguyễn giới thiệu đến với các bạn một chiếc âm ly sang xui G7500. G7500 The Silver các bạn. Và chiếc âm ly này các bạn nhìn thấy nó hầm hố lắm, mặt trước của nó là nguyên một mặt phay nhôm, bốn cái đồng hồ vuông nha. Và nhìn nhìn những cái nút, những cái phay nhôm của nó rất pro nè, rất pro và mới mới toanh. Nhìn những cái xước nhôm xước nè, đấy nó mới các bạn ạ. Nó rất mới nha. Và rất đẹp. Radio thì full full 100, full 108 luôn nha các bạn nha. Và bây giờ chúng ta xem tiếp mặt trong của chiếc âm ly này nè. Đây các bạn, mình soi rất kỹ để các bạn xem nha. Con này thì nó chạy sò xanh ken đấy, sò xanh ken vì nó ở dưới cái tản nhiệt này rồi. Và một tăng phô này, hai cái tụ này, nói chung là con ly rất mới nha các bạn. Nhìn nhìn xem, mình có thể mình để mình bật bình lắc thế nào. Đấy rồi, mình bật đèn bình lắc cho các bạn xem, rất mới, mới toanh luôn đấy. Đấy. Và cái tăng phô, đây là cái tăng phô sang xui, rất đẹp. Và bên bên hông nó, bên hông nhôm nè. Rồi các bạn xem tiếp phía 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 sau nha. Phía sau, phía sau, từ nhìn từ phía sau ra phía trước. Chiếc âm ly này là cũng là dòng đa đa nguồn điện hàng xuất Mỹ mà các bạn. Đây điện của nó là, để khoan ăn hình vô nó tỏ lên đã nha. Nó đến bốn dòng điện. Và điện 100, 100, 120, 240. Và con này thì công suất cũng nó cũng 285 W này. Rồi ok. Chúng tôi đang xài, mình đang để điện 110 các bạn nha. Đấy các bạn xài xem và rất đẹp. Con này có chạm loa A và B. Nói chung phía sau vẫn đẹp. Đẹp kè hay đấy. Rất đẹp nha. Bây giờ mình test radio, mình test radio, kiểm tra radio như phát như thế nào nha. Bây giờ mình đang để chế độ đài AM. AM nè. Đây các bạn. Radio. Khách mời và anh ấy cũng đã có mặt. Thu, nếu như mà quý khán giả nào chúng ta đang xem live stream ở trên trên đây của chương trình nữa thì chắc sẽ thấy phòng thu hôm nay đấy đó em. Và bây giờ chúng ta mở FM. FM thì các bạn nhấn bút tin vào đấy, ok. Nếu mà có nhiều vitamin C thì nó tốt cho sức khỏe. Vitamin C là một trong những vitamin mà nó liên quan Đấy. đến chống nhiễm trùng, nó liên quan đến chống oxy hóa. Nó là một Mình trong xem những lại một lần nữa. chất chống gốc tự do. Nó có lợi cho sức khỏe. Có thể thấy như bác sĩ nói là quả chanh có chứa rất nhiều vitamin và tốt cho sức khỏe. Quả chanh tốt là vậy, tuy nhiên là nếu mà sử dụng quá nhiều Vâng, chanh thì nó sẽ gây và ra những cái tác hại gì cho sức khỏe? mình lấy cái Cái vỏ cho đầu các bạn tiên xem, phải cái kể vỏ rất nếu mới như luôn. mà về quá Cái nhiều vỏ mình chanh để thì lên bàn có đây nè. thể nó sẽ ảnh hưởng Đây đến các dạ bạn. dày, bởi vì là trong hoa quả Đây là nói chung cái và vỏ hoa của nó, quả vỏ nói gỗ, riêng vỏ nói gỗ riêng zin thì luôn. nó rất là Nha. nhiều cái Đây axit, này, nó phía là mặt có trong. cái pH axit rất là mạnh, do vậy là nó có thể làm hại dạ dày và Đó. tác hại là có thể gây nên sỏi thận. Có thể thấy như bác sĩ nói Đấy, là chanh rất có hàm đẹp, lượng hóc axit mít rất mới cao, toanh. có thể gây ra những cái tác hại không tốt Rồi, cho dạ dày bây cũng giờ như là các sức bạn khỏe. để mình Vậy bỏ luôn cái vitamin đầu gì đĩa khi lên, mà xong pha để với test chanh một bản thì nhạc đảm với bảo cặp cái độ loa, chua đánh cặp phù hợp. loa Và pha với JBL chanh thì nó sẽ 2001 này nè. pha ở cái tỷ lệ có đường để chúng ta. Đấy, bây giờ mình bỏ cái vỏ vào rồi. Rất đẹp, rất ok. Vỏ zin không với chày luôn đó các bạn nha. Rồi bây giờ xin mời các bạn nghe một ca khúc để đánh giá được chất âm của đôi này nha. Bây giờ trước khi mình test một bản nhạc, Quý Nguyễn cũng luôn tiện là test lại cái đầu CD này. Test lại cái đầu CD, đầu MD. Các bạn, đầu MD để gửi cho một vị khách luôn nha. Cái đầu MD JB920, đầu giải mã. Rồi mình test luôn nha. Bây giờ xin mời các bạn nghe một ca khúc để đánh giá được chất âm của chiếc âm ly Sansui The Silver G7500.
như thế nào, chơi với cặp loa JBL SVA 2001, đôi loa này giá 33 triệu, 2 bát 25 một cái kèn. Vâng, xin mời các bạn. Báo tình chàng không bao giờ còn quay về.
cảm ơn các bạn. Qua một đoạn nhạc, các bạn có thể đánh giá được chất âm của chiếc âm ly Sansui G7500 vào đôi loa SVA JBL 2001. Đôi loa này giá là 33 triệu đồng các bạn nha. Vâng. Và chiếc âm ly và cái đầu đĩa thì đầu đĩa có giá là 6,5 triệu và chiếc âm ly là 17 triệu. Vâng, xin chào các bạn, xin hẹn lại các bạn những clip lần sau. Xin chào.